les yeux que voit la mer à travers la pluie qui descend. Elle fait des rêves où elle se perd entre les grands nuages blancs. Elle ne sait plus le jour ni l'heure. Elle a les larmes. Bà ông Huy hả? Phải ông Huy. Mắt ở đâu kìa? Hôm nay đi gặp má ở đầu nè. Trời ơi, mẹ video ở nhà Maren con nè. Maren biết đó. Ở Việt Nam nhớ Maren quá. Lúc nào cũng Maren hết trơn. Chừng nào Maren tới. Cá đẹp. Papa, tu vas dire s'il y a une voiture qui passe. Non, c'est bon. Bonjour. 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 Bio. Maman, après c'est bon pas? Bonjour, Ly chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh channel của Ly nhé. Video này là gia đình Ly đi lễ và buổi lễ hôm nay Ly thấy có đặc biệt hơn một chút nha. Thấy các bạn có thấy cái mơ sườn là cái ông mặc đồ vest trắng trước mặt mình á? Ông cầm nguyên một hộp thiệp luôn mà nhìn rất là sang trọng và đẹp nha. Thì Ly cũng không biết hôm nay biết bảo đảm là sẽ có cái gì đó đặc biệt lắm. Mỗi lần Ly thấy đông người nè mà ăn mặc đẹp nè là biết có lễ quan trọng. Tính quay phim. Aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité de la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres qui donne naissance à l'Église missionnaire. Jésus l'a promis à ses apôtres, demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ne receviez la force d'en haut. À nous aussi, cet esprit est donné aujourd'hui. De la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors,
jalousie, emportement, intrigue, division, charisme, envie, beuverie, orgie, et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commentent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de tous les saints en nos cœurs, mais en voie de Dieu du ciel en brillant de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, dans la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit pervers. Maman, c'est un parent de moi. Voilà, comme ça, c'est tout ça. Le parent de
pensée. Êtes-vous bien conscient de cela? Christ et vos frères et sœurs ici présents pour la vie éternelle. Amen. Vous vous tenez bien rassemblés, on va les acclamer. Mỗi lần có lễ rửa tội là rất là tùy theo mỗi gia đình ha. Nhưng mà mình thấy hôm nay gia đình này làm rất là hoành tráng các bạn. Từ thiệp mời là mình thấy cũng đẹp luôn à, sang trọng. Mình cứ tưởng là chắc có đám cưới nhưng mà không phải, là tiệc mời rửa tội thôi. Là nếu các bạn muốn xem kỹ về để thức rửa tội thế nào thì coi cái nghi thức rửa tội của Lenny nha. Thì lúc đó Ly mới quay rõ ràng, còn hôm nay của người ta nên Ly chỉ quay có một chút xíu thôi. Bây giờ Ly về, Ly qua nhà mẹ đỡ đầu. Hồi bữa chưa có cho hết quà thì hôm nay mang nón lá qua cho mẹ đỡ đầu. Rồi tới nhà má đỡ đầu rồi, các bạn có thấy gì không? Hoa, nhà má đỡ đầu mình trồng hoa rất là nhiều, đủ loại hoa hết trơn luôn á. Lo mà mê cái hoa này là cái hoa mẫu đơn nè, màu vàng, mà cái loại cái giống là cái hoa nó bự bự khổng lồ nha các bạn. Cái này là mình chưa có zoom á nha, ở bên ngoài mình nhìn nó bự lắm, cả hơn một bàn tay của mình luôn á, đẹp lắm. Ôi, nó đẹp tuyệt vời luôn. Cái hoa gì đấy, nó cũng bự khổng lồ, mình không hiểu sao nhà mình đâu có bự vậy đâu. Đây, quá hồng đấy. Ta tay đây, vui với nhau. Nghe nắng xuân sao từng bừng trên muôn đóa hoa. Xiêm áo bay, theo tiếng ca. Ôi tóc em xanh vườn dài như mây thướt tha, nghe tâm hồn đắm say dẫm em tình ngất. Ôi đất ơi, quà quá chừng, quà nó chuẩn bị ra nè. Dạ. Ôi đất ơi, thật là đẹp luôn, trụ nó mà nở hết là nhìn mê ly luôn. Đẹp không? Hả? Có món mình cà tặng mẹ đỡ đầu mấy cái nón lá. Écoute-moi, déjà la vie t'attend là
Nhìn mê. Comment vas-tu, dis-moi? Te souviens-tu? Oh, non, Canopé, canopé, có biết ai không? Canopé có nhớ tôi không? Canopé, có nhớ tôi không? Canopé, bác đi. Đẹp quá chừng đẹp luôn. Con giả như sợ luôn mà đẹp thiệt là đẹp luôn á. Đây là món mắm lóc chân. Đi làm đơn giản thôi, thịt heo xay, đi xào với hành, tỏi ha, cho nó thơm. Và nêm nếm một chút ít gia vị thôi, đừng nêm mặn, tại vì mắm nó đã mặn rồi. Và ly chân, có vậy thôi. Bây giờ Ly đi cắt rau, măng nè. Rau măng ở nhà Ly á, thì không có, hôm nay không có ăn á, nó già và cỏ mọc sùm hết trơn à. Rau măng nhà mình hôm ngày không có ăn, cộng nào còn mấy nó bự mà nó già luôn. Nam. Ly để tép mỡ thêm lên mắm mà cho nó thơm. Và có tép mỡ ăn vô thì nó sẽ ngon hơn. Nên Ly làm hơi lười một tí nha các bạn. Cái này là Ly làm theo cái kiểu của Ly nha. Chứ các bạn có thể để vào cái lúc mà mới dở nắp ra. Còn cái này Ly bưng lên trên là Ly mới để. Tại vì nó nóng quá, ngồi nó xuống nó sẽ tan liền thôi. Ly trộn cái nó tan liền. Rồi sau đó Ly để hành vào. Ok liền. Có lẽ mình để trước nhưng mà nãy mình có xào rồi. Mình có xào dầu rồi. Mình làm muốn thêm lên. Sợ Lenny, Tony nó ăn được nhưng mà ớt nhiều quá nó sẽ không ăn được. Ok, xong rồi. Này cá dưới đây nè, lấy lên xem chút nào. Lấy cho nó đẹp đẹp thôi. Đây, cá nó nằm ở dưới này nè. Nó sẽ mềm ở dưới này nè. Cá lóc nè. Chị mình mua phần thịt không ngon. Ok, xong rồi. Tony ơi, ăn cơm này con. Mày quay dưới cái chén cơm con thôi mà. Ngon quá, dưới rau đây. Trời ăn hết cơm luôn. Đó, được cơm ngon ăn có hớn hở không? Ăn ngon không ăn hớn hở à, ăn ngon ăn hớn hở. Thôi, vui mà. Tha, tính cho chịu ăn cơm khô mà thôi, thấy tội nghiệp mới cố gắng đi làm một tô mắm cho ăn cơm. Nhớ điện.
perhaps only a minute more, just some hours pass by. They said it wouldn't be so easy, but I can say with love how smile again. I can promise you I'll be fine. I can promise you. Lê chân thành cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian xem và ủng hộ video của Ly nhé. Chúc cả nhà luôn sức khỏe, bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye.